Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank ghi nhận lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt gần 22.000 tỷ đồng, cao thứ hai trong toàn ngành ngân hàng. Sau 9 tháng đầu năm 2023, ngân hàng Agribank báo lãi trước thuế đạt 21.860 tỷ đồng, thực hiện được 83,4% kế hoạch năm 2023. Với mức lãi này, Agribank đã vươn lên đứng vị trí thứ hai trong hệ thống về lợi nhuận, vượt qua một loạt ông lớn trong ngành như MB 20.019 tỷ đồng, BIDV 19.763 tỷ đồng, Vietinbank 17.401 tỷ đồng, Techcombank 17.115 tỷ đồng và chỉ đứng sau Vietcombank với mức lãi 29.550 tỷ đồng. Trong quý 3 2023, Agribank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 11.320 tỷ đồng giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, ngân hàng đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn 2.161 tỷ đồng. Nhờ đó, nhà băng báo lãi trước thuế đạt 8.362 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lý kế 9 tháng đầu năm, Agribank có thu nhập lãi thuần đạt 41.016 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với 9 tháng 5 năm 2022. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,93 triệu tỷ đồng, đứng thứ hai toàn ngành ngân hàng sau BIDV. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,5% lên hơn 1,49 triệu tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 10% lên hơn 1,73 triệu tỷ đồng. Ngân hàng cho biết các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định. Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, Agribank cũng được Fitch Rating tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế và cũng là một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng lớn nhất thế giới, xếp hạng nhà phát hành dài hạn ở mức BB, triển vọng tích cực là mức xếp hạng cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam được Fitch Rating đánh giá. Fitch Rating cũng nhấn mạnh Agribank có vai trò quan trọng trong hệ thống ngân hàng của Việt Nam và vai trò chiến lược trong việc hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp với khoảng 14% thị phần tiền gửi và trên 40% thị phần tín dụng nông nghiệp nông thôn. Ở một diễn biến liên quan, vừa qua Agribank đã thông báo chào bán 10.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2023. Các trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 10.000 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 8 năm, phát hành ra công chúng năm 2023, đáo hạn năm 2031. Agribank cho biết, mục đích phát hành lô trái phiếu là tăng vốn cấp 3 để đáp ứng các tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của nhà băng theo quy định của ngân hàng nhà nước và tăng quy mô vốn hoạt động đáp ứng nhu cầu cho vay nền kinh tế nói chung tập trung vào các dự án đầu tư chung dài hạn